Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay là chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, lực lượng của Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã thành công trong việc đánh bại nhóm tấn công Nga của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ Độc lập số 15 Alexandria. Thông tin này được cơ quan báo chí của Lữ đoàn công bố. Giao tranh diễn ra tại hướng Ajivka khi một đội quân bộ binh Nga tiến hành di chuyển trên chiếc xe bọc thép BTR-80 được trang bị đạn dược dọc theo toàn bộ chiều dài thân xe. Trong video được ghi lại, chúng ta chứng kiến một hỏa tiễn chống tăng hoặc đạn phóng lựu hướng về chiếc xe bọc thép. Tuy nhiên, đạn không trúng mục tiêu và phát nổ gần xe. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe bọc thép rời khỏi khu vực, nhưng nhanh chóng bị máy bay không người lái FPV đuổi kịp. Có vẻ như bộ binh bên trong xe đã bị thương hoặc thiệt mạng từ cú tấn công ban đầu và sau đó, các máy bay không người lái đã hoàn toàn phá hủy xe chiến đấu. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS SA sau đó tiến đến đối mặt với đội quân bộ binh Nga và bắt đầu bắn chúng bằng súng M242 Bushmaster 25 ly, trong khi một số binh sĩ Ukraine tiếp cận những người Nga đã bị thương hoặc chết. Do áp lực liên tục, một nhóm bộ binh Nga đã bị tiêu diệt. Trong đoạn video mới nhất, quân nhân Ukraine được ghi lại khi tiếp cận những người Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Military gần đây đưa tin rằng, binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã thực hiện một màn trình diễn xuất sắc với việc sử dụng chiến thuật chiến đấu của xe tăng M1A1 SA Abrams trong khu vực Ajivka. Trong đoạn video, có thể nhận thấy áo giáp phản ứng Arad đang được sử dụng một cách hiệu quả. Thưa quý vị, chiến tranh Nga-Ukraine ngày thứ 737, những kẻ xâm lược tiếp tục phải trả giá đắt cho ý muốn chiếm giữ lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Lần này, hàng chục kẻ xâm lược Nga đã bị tiêu diệt tại làng Stepove gần Ajivka bị phá hủy. Chúng nằm la liệt trên mặt đất trong một khung cảnh mà người ta chỉ thấy trong các bộ phim về tận thế. Mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine là nhóm tấn công Nga và xe tăng T-80. Đoạn phim được kênh Ukraine 365 TG đăng tải hình ảnh ở hiện trường thảm khốc đến nỗi các nhà tuyên truyền của điện kremlin ở skabivka và soloyev đã lên tiếng cầu xin không phân phối video các bạn đừng chụp ảnh từ gần sepovoi mọi người đều biết rằng trong cuộc tấn công nhóm của chúng tôi đã bị bao vây nhưng tại sao lại cố gắng phát tán hình ảnh này ở khắp nơi những người yêu nước với nhãn hiệu gì viết được biết đây chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ cho thấy những mất mát hàng ngày của người nga Nhà báo Andrei Trzeplinko kể lại rằng đây là cái giá mà những kẻ chiếm đóng phải trả cho việc tiến hàng trăm mét trên lãnh thổ nước ngoài theo đúng nghĩa đen. Trước đó, có thông tin cho rằng blogger Z người Nga Lev Vashinin đã đăng một bức thư từ vợ của những người lính Nga thiệt mạng ở Ajivka, trong đó có nêu tên số nạn nhân. Trong khi đó, Phó Chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine Maxim Zorim bảo đảm rằng bản chất của cuộc giao tranh theo hướng Ajivka đã thay đổi rất nhiều. Và theo hướng Ayivka, lực lượng vũ trang Ukraine đang tổ chức phòng thủ trước lực lượng vượt trội của quân xâm lược Nga, lực lượng có lợi thế đáng kể về số lượng đạn pháo. Thưa quý vị, trong bối cảnh thiếu đạn dược và vũ khí tầm xa đang đẩy Ukraine vào thế bất lợi trên chiến trường, Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine cho biết, một số lượng chưa xác định các binh sĩ của họ đã thiệt mạng khi đang cố gắng đổ bộ vào một khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, phía nam Ukraine, RFERL đưa tin. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 2, lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine cho biết, các binh sĩ đã thiệt mạng khi nỗ lực giành chỗ đứng trên mũi đất Tendrif ở phía bắc biển đen, gần bờ biển Kherson, vốn do Nga nắm quyền kiểm soát. Các cơ quan thông tấn Nga dẫn lời giới chức Kherson do Moscow bổ nhiệm cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt một nhóm phá hoại Ukraine khi họ đang cố gắng đổ bộ lên mũi Tendrift. Theo tuyên bố trên, những binh sĩ thiện mạng thuộc Trung tâm Hàng hải số 73 của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Họ đã phải đối mặt với lực lượng đặc biệt của Nga khi nỗ lực đổ bộ lên mũi đất Tendrift. Để bảo đảm cho lực lượng chủ lực của đơn vị rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, các binh sĩ của Trung tâm Hàng hải số 73 đã chấp nhận đây là trận chiến cuối cùng của họ và hy sinh. Hành động chiến đấu anh dũng của các đơn vị tác chiến đặc biệt trên bộ, trên biển và sâu trong hậu phương của quân Nga là sự đóng góp hàng ngày của lực lượng tác chiến đặc biệt vào chiến thắng trước đối phương, AFIRL dẫn tuyên bố của lực lượng này cho biết. Tuyên bố không nêu rõ số lượng binh sĩ thiệt mạng cũng như nơi họ hy sinh. Trung tâm hàng hải số 73 là một phần của lực lượng tình báo đặc biệt của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Các binh sĩ thuộc trung tâm cùng với các đơn vị khác đã ngăn chặn thành công cuộc đổ bộ của lực lượng đổ bộ đường không của quân đội Nga tại sân bay Kubankine ở Mykolaiv vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự xâm lược của Nga. Ngoài ra, trung tâm hàng hải số 73 cũng đã tham gia chiến dịch giải phóng đảo Zmini vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, theo giới phân tích, Ukraine cần một chiến lược mới trong năm 2024 để xoay chuyển cục diện cuộc chiến với Nga khi cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ ba. Trong nhiều tháng qua, chính quyền tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi sự trợ giúp từ các đồng minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ những nguồn hậu thuẫn chính như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên tục bị đình trệ, Kiev buộc phải tìm kiếm thêm những cách tiếp cận mới, không chỉ trên chiến trường mà cả ở bàn đàm phán với các quốc gia ủng hộ. Một trong những phương án Ukraine có thể lựa chọn để thuyết phục các đồng minh là phải tự khẳng định được chính tiềm lực quân sự quốc gia. Tăng cường sản xuất quốc phòng, theo đuổi chiến lược quân sự và ngoại giao mới, đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các tuyến tiếp tế của Nga, cũng như những vị trí dễ bị tổn thương tại Crimea. Một chiến lược rõ ràng sẽ giúp Ukraine tin rằng sự lựa chọn ủng hộ Kyiv của họ sẽ đem đến kết quả tích cực. Từng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, khiến Nga có thời gian lập hệ thống phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng Ukraine cũng đã đạt được những kết quả tương đối đáng kể, nếu không muốn nói là mang tính đột phá. Kyiv cũng đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công quy mô lớn do Moscow tiến hành tại miền Đông trong khi đó, Ukraine cũng khiến hạm đội Biển Đen của Nga phải rút phần lớn khỏi Sevastopol, bất chấp việc Ukraine thiếu sức mạnh không quân và hải quân. Mặc dù vậy, Nga vẫn có lợi thế áp đảo về mặt vũ khí và lực lượng, giúp họ có thể kéo dài khả năng chịu đựng. Đây là một vấn đề nan giải với Ukraine, và quốc gia này nên theo đuổi một chiến lược phù hợp mới với 5 yếu tố chính như sau. Ukraine cần chiến lược mới, theo giới quan sát, để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, Ukraine cần một chiến lược mới. Đầu tiên, Ukraine nên tập trung hơn vào việc phòng thủ. Kyiv cần duy trì lãnh thổ mà họ kiểm soát, ngay cả trong khi chuẩn bị cho các cuộc phản công. Bài học rút ra sau hai năm chiến sự là ưu thế của một hệ thống phòng ngự bài bản không chỉ để lùi khả năng tiến công của đối phương mà còn có thể duy trì quân lực cho một cuộc chiến kéo dài emma asford chuyên viên cấp cao tại trung tâm nghiên cứu henry l stimson nhận định ukraine thiếu năng lực để tiến hành các hoạt động tấn công do vậy họ nên chú trọng đến việc xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc để ngăn nga giành thêm lãnh thổ ukraine chưa thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình nhưng họ có thể ngăn nga đạt thêm bước tiến trên chiến trường Ukraine nên tăng cường xây dựng các công sự cố định, đào sâu phòng tuyến, sử dụng mình sát thương, mình chống tăng, điều mà Nga đã làm trong năm qua và giúp họ phòng thủ khá hiệu quả, bà Asford lưu ý. Thứ hai, Ukraine cần giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Ukraine có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ với sản lượng tăng mạnh sau khi cuộc chiến bùng phát vào năm 2022. Trước đó, Ukraine đã ký hơn 20 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Mỹ, v.v. nhằm thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng. Thứ ba, Mỹ và các đồng minh nên hỗ trợ Ukraine xây dựng hệ thống phòng không không quân và tăng cường lượng hỏa tiễn cũng như máy bay không người lái UAV. Ukraine cần tự bảo vệ mình trước những chiến dịch không kích dữ dội của Nga. Do đó, các đồng minh phương Tây nên tái phân bổ các khẩu đội Patriot từ các khu vực khác của châu Âu sang Kyiv, đồng thời hợp tác nhằm phát triển các hệ thống phòng thủ chống lại UAV và các vũ khí chiến trường khác. Thứ tư, Ukraine có thể nhắm vào các đường tiếp tế của Nga ở miền đông Ukraine và miền tây nước Nga. Điều này sẽ làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga, đồng thời khiến Moscow phân tán sự chú ý khỏi kế hoạch tấn công dành thêm lãnh thổ. Thứ năm, Ukraine có thể tạo thêm mối đe dọa đối với bán đảo Crimea, khu vực mà lực lượng của Nga dễ bị tổn thương. Crimea được xem là trọng tâm của cuộc chiến này, nắm giữ nhiệm vụ kiểm soát phần lớn hạm đội Biển Đen, các tuyến đường tiếp tế cũng như mang ý nghĩa chính trị quan trọng đối với Nga. Nếu khu vực trọng yếu này bị đưa vào tầm ngắm, Moscow nhiều khả năng sẽ phải cân nhắc lại tình hình cuộc chiến. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Ukraine cần phương Tây duy trì nguồn viện trợ, dỡ bỏ những giới hạn trong viện trợ quân sự cho Kyiv như vũ khí tầm xa. Giới chuyên gia nhận định, các tiếp cận này có thể tạo tiền đề cho một hiệp ước hòa bình hoặc một thỏa thuận ngừng bắn chính thức. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ cần phương án này có thể khiến các bên tạm ngừng giao tranh và Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng và chờ viện trợ đã là thành công. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng điều này cũng sẽ mang lại cho Nga thời gian chuẩn bị để tiếp tục chiến dịch của họ. Do vậy, đây sẽ là lúc Mỹ và các nước phương Tây thúc đẩy các cam kết quốc phòng trên bàn đàm phán đình chiến để làm giảm nguy cơ này. Tư cách thành viên NATO có thể được coi là một vỏ bọc chính trị giúp Ukraine đề phòng người Nga, đồng thời giúp Kyiv tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Với NATO, hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện. NATO hiểu rõ rằng nếu Ukraine và phương Tây chùng bước, kế hoạch của Nga thành công thì NATO sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, chiến lược quân sự của Ukraine cho năm 2024 nên tập trung vào việc giữ vững tiền tuyến và bảo đảm quyền kiểm soát đối với khoảng 82% lãnh thổ vẫn nắm giữ trong tay. Chiến lược phòng thủ tích cực sẽ phát huy thế mạnh hiện tại của Ukraine, đồng thời tận dụng thời gian quý báu để tập hợp lực lượng và tái vũ trang nhằm chuẩn bị cho những đợt tiến công tiềm năng cho tương lai. Ngoài ra, với áp lực chiến thắng đang đè nặng lên Moscow, việc Kyiv duy trì một thế trận vững vàng sẽ càng thử thách khả năng chịu đựng của Nga, điển hình như cách họ phòng thủ ở trận địa Ajivka. Ông Michael Kaufman, chuyên gia tại tổ chức Carnegie Endowment, cũng cho rằng, theo tôi, nếu đưa ra một tầm nhìn cho cuộc chiến ở Ukraine trong năm nay, thì đó là cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc phòng thủ, củng cố và tấn công. Ông giải thích, trong giai đoạn phòng thủ, Ukraine sẽ nỗ lực bảo vệ tiền tuyến đủ lâu để bào mòn nguồn lực của Nga. Nếu Ukraine có thể duy trì phòng thủ trước Nga, điều này sẽ khiến Moscow rơi vào thế yếu do bị tiêu hao nguồn lực, ông nói. Tuy nhiên, tích cực phòng thủ không đồng nghĩa với việc Ukraine từ bỏ các kế hoạch tấn công. Ngược lại, Kyiv có thể gây sức ép với Moscow bằng những vụ tập kích vào vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát hay xa hơn nữa là bên trong nước Nga trọng tâm của các đợt tấn công có thể tính đến khu vực tập trung quân đội căn cứ quân sự kho đạn dược cùng với các trung tâm hậu cần và cơ sở sản xuất vũ khí bên cạnh đó bán đảo crimea vừa là khu vực dễ bị tổn thương vừa mang ý nghĩa chiến lược quan trọng của nga cũng sẽ là mục tiêu hàng đầu với nga họ dường như đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài viện trợ của phương tây đóng vai trò quan trọng để ukraine có thể bám trụ trong cuộc chiến như vậy Tòa à, Bạch Úc đã phân bổ hơn 100 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, Mỹ lại đưa ra nhiều chính sách hạn chế sức tấn công của quân đội Ukraine. Trong khi đó, EU đã viện trợ khoảng 80 tỷ đô la, nhưng phần lớn trong số này được gửi đến Kyiv dưới dạng hỗ trợ tài chính thay vì cung cấp quân sự. Nói một cách rõ ràng hơn, gánh nặng được chia sẻ một cách không đồng đều trên khắp châu Âu. Tính theo phần trăm GDP, đóng góp của Ba Lan, Phần Lan và các nước vùng Baltic và Na Uy, các quốc gia có chung đường biên giới với Nga, vượt xa các nước giàu có hơn như Đức, Pháp và Italy. Ngoài MiG-29, Ba Lan đã chuyển giao hơn 320 xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại hóa cho Ukraine trong năm 2022 và đầu 2023, thay thế phần lớn tổn thất trên chiến trường của Ukraine. Estonia đã chuyển giao toàn bộ số pháo 155 ly và hơn 1 phần 3 ngân sách quốc phòng hàng năm cho Ukraine. Latvia đã đóng góp toàn bộ hỏa tiễn Stinger của họ. Thậm chí, một Litva nhỏ bé cũng đã đóng góp gần 1 tỷ đô la viện trợ dưới mọi hình thức, chỉ đứng sau Na Uy tính theo phần trăm GDP. Rõ ràng, những quốc gia bị đe dọa nhiều hơn bởi sự hiện diện của Nga tại Ukraine đã thể hiện cam kết của họ một cách tích cực hơn rất nhiều. Vậy điều gì giải thích cho các tiếp cận thận trọng của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine? Thứ nhất, một số nhà hoạch định chính sách phương Tây lo ngại rằng việc tận lực hỗ trợ Ukraine có khả năng sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và kích động Điện Kremlin, làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Thứ hai, nhiều chuyên gia từng cảnh báo nếu nga thất bại hoàn toàn, tình hình có thể sẽ hỗn loạn một điều không thể phủ nhận, Nga vẫn là một thực thể mạnh trong hệ thống quan hệ quốc tế. Sức mạnh kinh tế và quyền lực của họ là điều khó có thể bị thay thế. Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân cũng đã bị nhiều chuyên gia bác bỏ, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Trong 8 thập kỷ qua, khả năng răng đe hạt nhân đã được chứng minh là ổn định và bền vững. Mỹ đã đầu tư hàng ngàn tỷ đô la vào hệ thống hạt nhân quốc gia. Họ có niềm tin vào khả năng ngăn chặn nước Nga của chính mình. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Joe Biden được ghi nhận vì những nỗ lực ủng hộ Ukraine, nhưng mục tiêu cuối cùng của Mỹ dường như không phải là giúp Ukraine giành chiến thắng. Hết lần này đến lần khác, Tổng thống Biden và các trợ lý chính của ông đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc kích động Thế chiến thứ ba như một lý do để từ chối những gói viện trợ quan trọng. Các cường quốc châu Âu phần lớn đã làm theo, điều mâu thuẫn ở đây là trong khi Washington và các đồng minh theo đuổi một chính sách có thể ngăn cản chiến thắng của Nga, họ lại tước đi những công cụ mà Kiev cần để giành chiến thắng vì lo ngại làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thậm chí còn nguy hiểm hơn, quy mô lớn hơn ở châu Âu. Có thể nói trong vòng một tháng trở lại đây, không quân Nga đã trải qua những ngày tăng tốc nhất. Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga được cho là biến mất khỏi radar gần Maryupol hôm thứ Sáu, ngay sau khi Ukraine tuyên bố đã hạ gục 13 máy bay của Nga chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Nhiều kênh giám sát chiến tranh Nga-Ukraine đưa tin, máy bay chiến đấu đã mất tích gần thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng trên bờ biển phía bắc biển Azov. Mặc dù tình trạng của chiếc máy bay phản lực này vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu nó biến mất là do cuộc tấn công của Ukraine, thì đây sẽ là chiếc máy bay thứ 14 bị Kyiv cố tình phá hủy trong vòng 14 ngày. Một số kênh giám sát báo cáo rằng máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã biến mất khỏi radar ở khu vực Medupol, tài khoản blog của mặt trận Ukraine viết trên X, trước đây là trader. Nó có thể đã bị bắn rơi. Chúng tôi đang chờ thông tin từ không quân Ukraine. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã bắn rơi hai máy bay Su-35, 10 máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và một máy bay phát hiện và điều khiển radar tầm xa A-50 trong 13 ngày trước đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ viết trong một báo cáo được công bố, tác động của việc mất 13 máy bay trong gần như nhiều ngày và có thể cả một số phi công được đào tạo bài bản của họ là mất mắt đáng kể đối với quân đội Nga. Đáng chú ý, A-50 là chiếc máy bay thứ hai thuộc loại cảnh báo sớm đắt đỏ mà Ukraine tuyên bố đã phá hủy trong toàn bộ cuộc chiến. Chỉ còn 6 chiếc máy bay giám sát nữa được cho là vẫn còn hoạt động. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng 345 máy bay Nga đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Con số trung bình được tuyên bố gần đây là một máy bay bị phá hủy mỗi ngày, cho thấy rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã trở nên hiệu quả hơn khi quân đội Ukraine bước vào năm thứ ba của chiến tranh. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã loại bỏ ít nhất 414.680 quân nhân Nga khỏi chiến trường, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương khi kết thúc nghĩa vụ. Công cụ theo dõi tình báo nguồn mở Oryx đã liệt kê tổng cộng 240 máy bay và trực thăng Nga bị phá hủy trong cuộc chiến Ukraine tính đến thứ năm, trong đó có 7 máy bay phản lực Su-35. Michael Burnett, kỹ sư tại tổ chức tư vấn Rand Corporation đã viết trong một bài báo đăng trên Defense News vào tháng 8 rằng việc sử dụng quá mức máy bay đã gây thiệt hại cho Nga khi chiến tranh kéo dài. Burnett cũng chỉ ra rằng Nga sẽ sớm phải đối mặt với mối đe dọa rất khác của Ukraine từ máy bay chiến đấu F-16. Các phi công Ukraine hiện đang được huấn luyện trên các máy bay phản lực dự kiến sẽ tham chiến vào cuối năm nay. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày qua là vụ tấn công vào căn cứ quân sự Nga gây những thiệt hại lớn cho quân xâm lược. Mới đây, một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại căn cứ không quân quân sự Havadiske ở Crimea, được báo cáo bởi người dân địa phương vào khoảng 2 giờ chiều hôm ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương. Theo thông tin từ người dân, khói bốc lên từ lãnh thổ của căn cứ không quân Havadiske. Sự việc diễn ra trong khi máy bay chiến đấu đang có mặt tại sân bay, có khả năng nhân viên hàng không của đơn vị đã gặp tổn thất. Trung đoàn hàng không tổng hợp số 37 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đóng quân tại căn cứ không quân Havadisk, trang bị máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và máy bay tấn công Su-25. Trước vụ nổ, truyền thông địa phương đã đưa tin về cảnh báo không kích và hoạt động của phòng không Nga trên bán đảo. Họ cũng thông tin rằng 12 máy bay trên đường về bán đảo đã bị chặn và cuộc tấn công có thể đã sử dụng hỏa tiễn mồi nhữ ADM-160 Mond và hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Pháp Anh. Ngay trước vụ nổ, máy bay giám sát điều khiển từ xa RQ-4B Global Hawk của Mỹ và máy bay tuần tra P-8A Poseidon đã bay gần bán đảo, theo thông tin từ địa phương. Ngoài ra, có báo cáo về vụ nổ tại sân bay quân sự Saki, nơi máy bay Nga đóng quân. Căn cứ không quân Saki đã nhiều lần bị lực lượng Ukraine tấn công vì đây là cơ sở chiến lược quan trọng của Nga, cũng là nơi có cơ sở đào tạo người điều khiển máy bay không người lái Mohajer của Iran. Vào tháng 1, quân đội Ukraine đã tấn công sở chỉ huy tại căn cứ không quân quân sự Saki ở Novo Fedorivka ở Crimea và tư lệnh không quân còn bổ sung thêm một bức ảnh có thể là sở chỉ huy của quân xâm lược tại căn cứ không quân. Vào ngày 6 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc Ukraine đã phóng hỏa tiện dẫn đường vào các mục tiêu ở Crimea. Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh quân đội Ukraine mới đây cho biết rằng tình hình của lực lượng nước này ở mặt trận miền đông rất khó khăn khi Nga tích cực tìm cách xuyên thủng phòng tuyến. Đối thủ tiếp tục hoạt động tích cực ở nhiều khu vực tiền tuyến, tình hình đặc biệt căng thẳng ở Ajivka và Zaporizhia, Alexander Zizky, tư lệnh quân đội Ukraine nói ngày 29 tháng 2. Ông Sisky cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang cố xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và kiểm soát các khu định cư Tonenke, Olivka, Semenivka, Berdychi và Krasnohorivka. Tư lệnh Sisky, người đã tới thăm quân đội ở mặt trận phía đông, thừa nhận một số chỉ huy của Ukraine đã bộc lộ những thiếu sót nhất định trong nhận thức và đánh giá tình hình của đối thủ. Điều này ảnh hưởng đến sự vững chắc của tuyến phòng thủ ở một số khu vực. Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để khắc phục vấn đề như phân bổ thêm đạn dược và nguồn cung vật tư dự trữ cần thiết, ông nói. Lực lượng Nga tuần trước giành kiểm soát thành phố Ajivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, sau cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng. Quân đội Ukraine tuần này cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng nữa gần Ajivka, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây suy giảm. Ông Sisky ngày 29 tháng 2 cho hay quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi làng Olivka, phía tây thành phố Ajivka. Olivka cách chưa đầy 2 km về phía tây bắc, nơi đã bị lực lượng Nga kiểm soát tuần này. Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng của họ đã bảo đảm được các vị trí thuận lợi hơn trong khu vực Ajivka, đồng thời gây tổn thất cho các đơn vị Ukraine xung quanh Olivka và các làng lân cận. Lực lượng Nga cũng đã tiến vào làng Rabotino ở tỉnh Zaporizhia, nơi Ukraine kiểm soát trong chiến dịch phản công năm ngoái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 2 nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát hai năm trước. Ông nhấn mạnh thất bại của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác. Ông cũng hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Macron về việc đưa quân NATO đến Ukraine, Pháp đã bắt đầu có những động thái nhằm chấm dứt sự tranh cãi và ngờ vực. Theo đó, tờ Le Monde đưa tin, chính quyền Pháp đang xem xét khả năng cho phép lực lượng đặc biệt và các đơn vị quân đội vượt qua biên giới Ukraine. Theo nguồn tin của tờ báo, Paris đang đề xuất cho phép các lực lượng đặc biệt và các đơn vị quân đội khác vượt qua biên giới Ukraine nhằm đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược đối với Nga. Các nguồn tin của ấn phẩm tin rằng sự hiện diện của các đơn vị Pháp sẽ giúp bảo vệ một số vùng lãnh thổ của Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ Nga. Hiện tại, chính quyền Pháp phủ nhận sự hiện diện của quân đội của họ ở Ukraine. Đồng thời, ngay từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, các quan chức chính phủ liên quan đến cơ quan tình báo phương Tây thường có tư cách quân nhân, bao gồm cả các đặc vụ ngầm đã có mặt ở nước này, tờ báo chỉ ra. Vincent Cruzet, cựu quan chức của Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp cho biết, các hoạt động của các cơ quan này về bản chất là bí mật và do đó nằm ngoài phạm vi của luật chiến tranh. Ông Emmanuel Macron là người đầu tiên tuyên bố các nước EU có thể gửi quân tới Ukraine. Ngày nay không có sự đồng thuận nào về việc triển khai lực lượng bộ binh một cách chính thức, dự kiến và được phê duyệt. Nhưng không thể loại trừ điều gì trong tương lai, ông Macron nói sau hội nghị thượng đỉnh ở Paris. Về phần mình, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Pháp về khả năng điều quân NATO tới lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, năm nước tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair lưu ý rằng Ottawa có thể gửi một số lượng hạn chế quân nhân đến huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine. Thủ tướng Estonia Kallas báo cáo rằng nước này đang xem xét tất cả các khả năng mà không có ngoại lệ. Chính quyền Litva lưu ý rằng họ có thể cử một phần quân đội đến huấn luyện binh lính Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan, tướng Ono Aikosem nói rằng ông cho rằng có thể gửi binh sĩ đến Ukraine, tuy nhiên lưu ý rằng chưa đến lúc cho việc này. Người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Shunak cho biết, Anh không có kế hoạch triển khai quân trên quy mô lớn ở Ukraine, nhưng một số lượng nhỏ quân Anh đã có mặt ở đó. Mới đây, một video do Ukraine công bố cho thấy binh sĩ Nga làm theo hướng dẫn của Drone để đến vị trí đầu hàng sau khi lâm vào tình thế hiểm nghèo. Đơn vị thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ Airways thuộc Lữ đoàn Xung kích Sơn Cước độc lập số 10 của Ukraine ngày 28 tháng 2 đăng video quay bằng Drone trinh sát cho thấy một binh sĩ Nga ẩn nấp trong hố đạn pháo gần một chiếc thiết giáp đã bị phá hủy. Bên cạnh anh ta là một lính Nga nằm bất động dường như đã thiệt mạng. Người lính này giơ hai tay hướng về phía chiếc drone trên sát của Ukraine, ngỏ ý muốn đầu hàng. Thiết bị này sau đó thả một chiếc hộp xuống gần vị trí của binh sĩ Nga, khiến người này hoảng sợ bỏ chạy do nghĩ đây là đầu đạn nổ. Sau khi nhận thấy nó không nguy hiểm, người lính Nga quay lại, nhặt chiếc hộp lên và tìm thấy một mảnh giấy bên trong, có nội dung yêu cầu anh ta đi theo chiếc drone nếu muốn sống sót. Chiếc drone sau đó hướng dẫn binh sĩ Nga băng qua khu vực đầy hố đạn pháo để tới một chiến hào, nơi lực lượng Ukraine chờ sẵn để bắt anh ta làm tù binh. Họ sợ hãi và muốn sống. Thêm một người lính Nga đầu hàng trước drone. Anh ta hiểu rằng đây không phải là cuộc chiến của mình. Đơn vị Edelweiss cho hay, không rõ thời điểm và địa điểm video được quay. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Một chỉ huy đơn vị drone của Ukraine hồi tháng 2 kể về cách dùng thiết bị bay không người lái để chỉ dẫn binh sĩ Nga cách đầu hàng chiếc drone thả xuống một tờ giấy có nội dung hãy đầu hàng bạn sẽ không bị giết và sẽ được cho ăn viên chỉ huy nói thỉnh thoảng lính nga sẽ dương cờ trắng giơ tay hoặc ra hiệu bằng cử chỉ người này cho biết sau khi nhận thấy tín hiệu chấp nhận đầu hàng của đối phương chiếc drone sẽ hạ thấp dần độ cao và bay chậm để chỉ đường cho họ tới các vị trí của lực lượng ukraine Bên cạnh việc chỉ dẫn binh sĩ Nga các đầu hàng, drone còn được lực lượng Ukraine dùng để vận chuyển nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men và cả thuốc lá cho binh sĩ ở tiền tuyến. Tuy nhiên, chức năng phổ biến nhất của thiết bị này là được sử dụng làm vũ khí tự sát. Bằng cách trang bị nhiều loại đầu nổ khác nhau tùy vào mục tiêu nhắm tới như đạn phân mảnh, đạn RPG cho đến liều nổ nhiệt áp. Ron góc nhìn thứ nhất FPV tự sát đã chứng minh được hiệu quả cao khi dùng để tập kích xe tăng thiết giáp có giá trị cao gấp hàng nghìn lần, do có thể phá hủy chúng chỉ bằng một đòn vào vị trí hiểm yếu nhất trên xe. Thưa quý vị, được biết, nga đã thiệt hại ít nhất 400 tỷ đô la sau hơn 17.000 lệnh trừng phạt đánh vào các cá nhân và tổ chức kể từ khi cuộc chiến xâm lược ukraine khởi phát tuy nhiên theo thủ tướng ukraine denis mile dù đây là đòn mạnh đối với moscow thì vẫn cần phải tấn công nhiều hơn nữa theo đó tại một cuộc họp chính phủ mới đây bình luận thêm về tình hình hai bên trong xung đột ông smile lưu ý trong khi ukraine ngoài được viện trợ quân sự tài chính và nhân đạo thì đối phương đang phải gánh chịu áp lực trừng phạt đang tiếp tục gia tăng đề cập việc mỹ anh và liên minh châu âu eu gần đây đều tung ra các gói trừng phạt mới lên moscow người đứng đầu chính phủ ukraine nhấn mạnh đặc biệt mỹ đã mở rộng trừng phạt nga sang các công ty năng lượng doanh nghiệp sản xuất vi điện tử cho ngành công nghiệp quốc phòng ngân hàng và công nghệ thông tin cũng như hậu cần dầu mỏ Người đứng đầu chính phủ Ukraine cũng cho biết, Vương quốc Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt của họ thêm 100 vị trí. Do đó, áp lực sẽ gia tăng đối với những ai muốn giúp Nga lách các lệnh hạn chế về buôn bán dầu mỏ. Các lệnh trừng phạt cũng sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng đến lĩnh vực kim cương, sản xuất đồng, kẽm, thép. Trong khi đó, Canada đã chỉ định thêm 163 cá nhân và tổ chức khác, bao gồm các công ty hậu cần, công ty quốc phòng và các chuyên gia có tầm ảnh hưởng. Australia và New Zealand cũng góp phần vào nỗ lực nhằm làm suy yếu Nga. Ngày 24 tháng 2, đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova cũng đã lên tiếng hoan nghênh gói trừng phạt mới nhất của Mỹ đánh vào Nga. Bà đại sứ cũng thông báo thêm, phía Ukraine sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với Tòa Bạch Ốc về gói trừng phạt Nga tiếp theo để có thể sẽ sớm ra mắt nhà ngoại giao này nhận xét điều này rất quan trọng trong việc hạn chế khả năng tài trợ cho nỗ lực khai triển quân sự của nga bao gồm cả việc tăng cường dự trữ và bổ sung kho vũ khí trong lúc đó ukraine sẽ không ngừng cung cấp cho mỹ thông tin về hoạt động của các tổ chức tài chính nga nhằm tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm ngân hàng nga khác tổng kết hiệu quả các lệnh trừng phạt Nga từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra. Theo Thủ tướng Ukraine, 17.000 lệnh trừng phạt gây thiệt hại khoảng 400 tỷ Mỹ Kim là một đòn mạnh đối với Nga, nhưng thậm chí còn có thể và phải làm nhiều hơn nữa. Theo hiến kế của Kyiv, Mỹ và phương Tây cần đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Rosatom, ngắt kết nối tất cả các ngân hàng Nga và Belarus khỏi SWIFT hạn chế việc EU nhập khẩu khí hóa lỏng, vàng, quảng sắt, titan, nhôm, đồng, niken và palladium của Nga, đồng thời ngăn chặn xuất khẩu nông sản Nga bằng cách cấm các nước thành viên EU nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nước này. Ông Smyhol lưu ý thêm, điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn một cách đáng tin cậy tất cả các lỗ hổng hiện đang cho phép Nga lách các lệnh trừng phạt. Nga thu được ít lợi nhuận hơn, đồng nghĩa với việc có ít hỏa tiễn và máy bay không người lái bay tới Ukraine hơn, ít tổn thất ở phía trước và sau này hơn, đồng thời tiến gần hơn đến một nền hòa bình và độc lập cho Ukraine. Thủ tướng Ukraine bày tỏ quan điểm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ký một thỏa thuận an ninh song phương với động thái này, Hà Lan đã chính thức là nước thứ tư NATO ký thỏa thuận hỗ trợ quân sự 10 năm với Ukraine. Tài liệu này cung cấp 2 tỷ euro hỗ trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay cũng như hỗ trợ quốc phòng tiếp theo trong 10 năm tới, ông Zelensky nói trên kênh Telegram của mình. Theo ông, thỏa thuận xác định các ưu tiên hỗ trợ về phòng không, pháo binh, hải quân và các phương tiện tầm xa, đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine. Ông nói thêm rằng Amsterdam ủng hộ việc Kyiv có thể trở thành thành viên NATO. Thỏa thuận này chính thức hóa quan điểm nguyên tắc của Hà Lan trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tôi biết ơn Thủ tướng Rutte vì thỏa thuận này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là thành phố Kharkiv, nơi chúng tôi gặp nhau hôm nay, ông Zelensky nhấn mạnh. Vào ngày 24 tháng 2, Ukraine đã ký một thỏa thuận tương tự với Ý và vào ngày 16 tháng 2, một văn bản đã được ký với Đức. Vào giữa tháng 1, thỏa thuận an ninh song phương đầu tiên đã được ký kết giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Andriy Sunak. Các thỏa thuận này thực hiện các điều khoản được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius giữa Ukraine, các thành viên G7 và các quốc gia gia nhập. Tuyên bố được lãnh đạo các nước G7 thông qua, cho biết các cam kết song phương phải chính thức hóa sự hỗ trợ lâu dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phục hồi kinh tế, bảo vệ người dân và nỗ lực hội nhập vào cộng đồng Euro-Atlantic. Các bên tham gia ký kết đều được mời đàm phán với Ukraine trong khuôn khổ cấu trúc chiếc ô, bao gồm việc cung cấp thiết bị quân sự hiện đại cho các lực lượng lục quân, không quân và hải quân, phát triển cơ sở công nghiệp Ukraine, giáo dục và đào tạo quân nhân, trao đổi thông tin tình báo, hỗ trợ phòng thủ mạng và các sáng kiến an ninh khác. Ngoài ra, hỗ trợ kinh tế được cung cấp để tái thiết Ukraine, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để đáp ứng các nhu cầu hiện tại liên quan đến chiến tranh và thực hiện chương trình cải cách. Ukraine chuẩn bị nhận lô đạn đầu tiên theo sáng kiến do Séc dẫn đầu nhằm mua đạn pháo từ bên ngoài EU. Giám đốc chiến lược và chính sách quốc phòng của Séc John Dries nói với Bloomberg ngày 1 tháng 3. Dries thông báo về được giao hàng sắp tới mà không nêu rõ quốc gia nào sẽ tài trợ cho việc mua sắm hoặc số vũ khí sẽ được lấy từ kho vũ khí của ai. Tuy nhiên, Bỉ, Canada và Hà Lan trước đó đã tuyên bố sẵn sàng tài trợ cho chương trình này. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết trong cuộc họp báo ở Kharkiv, Chúng tôi đang làm việc với các quốc gia này để bảo đảm rằng nhiều hệ thống vũ khí hơn được chuyển giao cho Ukraine. Hà Lan sẽ hỗ trợ sáng kiến của Jacques mua 800.000 viên đạn, điều này sẽ diễn ra trong những tuần tới. Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ phân bổ 250 triệu euro cho việc này. Ngày 28 tháng 2, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tuyên bố Bỉ sẽ phân bổ 200 triệu euro để mua đạn dược cho Ukraine bên ngoài EU. Tổng thống Séc Petro Pavel cho biết trong hội nghị an ninh Munich hôm 17 tháng 2, Praha đã tìm thấy hàng trăm nghìn quả đạn pháo ở nước ngoài có thể được chuyển sang Ukraine nếu các nước khác hỗ trợ tài chính. EU sẽ chỉ cung cấp cho Ukraine 52% trong số 1 triệu quả đạn pháo đã hứa vào tháng 3 năm 2024. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết vào ngày 31 tháng 1, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ chỉ có thể thực hiện cam kết trước mùa đông 2024. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng London đã thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 29 tháng 2 nói rằng sự căng dự quân sự trực tiếp của Anh và Ukraine chưa bao giờ là bí mật. Nhưng một trong những cơ quan truyền thông có uy tín của nước này, tờ The Times, hiện đã thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn. Kênh truyền hình Nga RTVI đã yêu cầu ông Peskov bình luận thông tin từ tờ The Times, trong đó tuyên bố rằng đô đốc Tony Redekin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Vương quốc Anh, đã giúp lập kế hoạch tác chiến cho Ukraine. Nói chung, không có gì bí mật về việc người Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine, cả người trên thực địa và tình báo, ông Peskov nói và nhấn mạnh, có nghĩa là họ thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Tờ báo Anh dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, ông Redakin được hiểu là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược tiêu diệt tàu Nga và mở cửa Biển Đen, đồng thời được coi là đóng vai trò trong việc phối hợp sự hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO. Vị đô đốc này cũng được cho là đã đến thăm Kyiv và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của Ukraine và những cách mà phương Tây có thể giúp đỡ. Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đến ông Redakin, nhưng có lẽ quân đội của chúng tôi biết về điều này, ông Peskov nói. Trước đó, tờ The Times đưa tin, đô đốc Redekin, 58 tuổi, dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 11 năm nay sau 3 năm giữ chức vụ tham mưu trưởng quân đội, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức vụ này thêm một năm nữa theo yêu cầu của Thủ tướng Rishi Sunak. Một nguồn tin nói với tờ báo rằng chính phủ Anh coi điều quan trọng là phải duy trì sự liên tục trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Cùng chỉ tờ The Times, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần này cũng đã vô tình xác nhận sự hiện diện của quân đội Anh trên thực địa ở Ukraine nói rằng các sĩ quan điều khiển hỏa lực của Anh đang điều khiển hỏa tiễn hành trình Storm Shadow. Một nhà lập pháp Anh sau đó đã tố cáo bình luận của ông Show là sự lạm dụng thông tin tình báo trắng trợn, khiến các nhân sự Anh gặp nguy hiểm và tạo cớ cho Nga leo thang căng thẳng. Theo tờ Daily Mail, Thủ tướng Sô ngày 26 tháng 2 cho biết, ông sẽ không cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn tầm xa do Đức sản xuất, vì một khi như vậy, quân đội Đức sẽ cần phải hỗ trợ lực lượng của Kyiv trên bộ. Nhà lãnh đạo Đức nói rằng việc làm như vậy theo Anh sẽ khiến đất nước ông trở thành bên tham chiến. Theo ông Sâu, việc cung cấp hệ thống vũ khí Taurus cho, cho Kyiv sẽ đẩy quân đội Đức đến quá gần chiến tuyến trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Ông cũng nhấn mạnh Berlin không thể hành động như Pháp và Anh trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine. Phát ngôn của Thủ tướng Đức đã gây ra phản ứng giận dữ ở Anh đây là hành động lạm dụng trắng trận thông tin tình báo mà họ cố ý thực hiện để đánh lạc hướng chú ý trước sự do dự của đức trong việc trang bị cho ukraine hệ thống hỏa tiễn tầm xa của chính họ nga chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để leo thang ông tobias elwood cựu chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc hạ viện anh nói với tờ telegraph Bên cạnh đó, chính phủ Bulgaria ngày 1 tháng 3 đã ngừng nhập khẩu dầu của Nga như một phần của lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào Nga do chiến dịch xâm lược của Moscow tiến hành tại Ukraine. Kế hoạch các nguồn dầu do Nga cung cấp của quốc gia Baka này dự kiến sẽ giảm 50% lượng nhập khẩu bắt đầu từ tháng 1 và giảm thêm 25% bắt đầu từ tháng 2. Các nhà buôn Bulgaria hồi tháng 2 cho biết sẽ thay thế nhập khẩu dầu của Nga bằng dầu thô của Kazakhstan, Iraq và Tunisia. Cuối năm 2022, EU đã cấp cho Bulgaria, một quốc gia thành viên của Liên minh, quyền miễn trừ 2 năm đối với lệnh cấm vận dầu thô của Nga, ban đầu dự kiến kéo dài đến hết năm 2024. Tuy nhiên, quốc hội Bulgaria vào tháng 12/2023 đã bỏ phiếu để chấm dứt tất cả việc nhập khẩu dầu thô của Nga bắt đầu từ ngày 1 tháng 3/2024. Các chuyên gia trước đó đã cảnh báo rằng Bulgaria có thể gặp khó khăn trong việc tìm được nguồn cung dầu thô một khi quyền miễn trừ từ EU kết thúc do thiếu cơ sở hạ tầng cảng thích hợp và tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Bosphorus. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hơn hai năm trước, Bulgaria đã tăng tốc tìm kiếm các cách thức để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình nhằm chấm dứt sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Nga. Bulgaria gần gũi với Nga về mặt lịch sử và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dầu và khí đốt nhập khẩu từ Moscow trước khi quốc gia này mở cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hệ thống Internet vệ tinh Starlink của công ty SpaceX dường như được bán rộng rãi ở Nga, dù giám đốc Elon Musk trước đó nói không bán hệ thống này cho Moscow. Newsweek tung bằng chứng cho thấy Starlink có thể đang được bán công khai tại Nga. Cụ thể, trang tin nói rằng, sản phẩm này xuất hiện trên một trang web tiếng Nga của một đại lý tự xưng là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất UAV hàng đầu Trung Quốc DJI tại địa chỉ druzia ru Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU tháng trước cho biết lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên chiến trường. Theo DIU, quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Cả Nga và tỷ phú Elon Musk sau đó đều bác bỏ thông tin của DIU cung cấp. Trong khi đó, DIJ cho biết họ cấm các nhà phân phối bán sản phẩm của mình trong trường hợp chúng bị nghi ngờ là sẽ được sử dụng trong chiến đấu. Chúng tôi có thể xác nhận rằng đó không phải là trang web chính thức của DJI. Đại diện công ty nói với Newsweek khi được hỏi về việc Stalin xuất hiện trên trang web. Người phát ngôn DJI cho biết... Chúng tôi là công ty máy bay không người lái dân sự đầu tiên tích cực ngăn cản việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong chiến đấu. Chúng tôi đã tuân theo nguyên tắc này trong suốt quá trình tồn tại của mình. Đi cho ai tuyên bố đội ngũ pháp lý của công ty đang điều tra về khả năng đã xảy ra vụ vi phạm bản quyền liên quan tới hình ảnh của công ty. Đại diện của trang Rizua.ru chưa đưa ra bình luận về thông tin của Newsweek. Trước đó, tỷ phú Musk bác bỏ thông tin đã và đang bán Stalin chào Nga. Một số tin giả cho rằng SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối Starlink cho Nga. Điều này là sai. Theo thông tin của chúng tôi, chưa có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga, ông Musk viết. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12 tháng 2 cho biết, đây không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận, do đó không có chuyện đó được cung cấp và sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là lý do chúng tôi không nên can thiệp vào cuộc tranh luận giữa chính quyền Kiev và doanh nhân Elon Musk. Starlink là hệ thống mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cung cấp kết nối Internet trên toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên trái đất, không được phủ sóng bởi hạ tầng viễn thông truyền thống. Ukraine đã nhận hàng chục ngàn anten Starlink kể từ đầu chiến sự với Nga. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine khi quân đội Nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ. Stalin cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Trong khi đó, dân thường Ukraine dùng Stalin để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước. Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Stalin với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga. Thưa quý vị, đến với một thông tin đáng chú ý khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã đưa hỏa tiễn siêu vực âm Zircon vào tác chiến. Ông Putin cho hay Nga đã sử dụng hỏa tiễn siêu vực âm Zircon trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hỏa tiễn siêu vực âm phóng từ trên biển Zircon đã được sử dụng trong chiến đấu, ông nói. Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận đã sử dụng Zircon trong tác chiến. Trước đó, Ukraine tuyên bố có bằng chứng cho thấy Nga đã lần đầu tập kích Kyiv bằng Zircon. Alexander Rovin, giám đốc viện nghiên cứu khoa học khám nghiệm pháp y Kyiv ngày 12 tháng 2 nói rằng một cuộc điều tra sơ bộ kết luận Nga đã tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn siêu vực âm trên. Tổ chức nghiên cứu đã phân tích các mảnh hỏa tiễn và các thành phần của hỏa tiễn khả nghi, mặc dù vi điện tử của hỏa tiễn không còn quá nguyên vẹn. Hỏa tiễn bị vỡ ra nhiều mảnh nhỏ khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn nhưng chúng tôi có thể nói rằng vũ khí này không giống như các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của Zircon mà đối phương tuyên bố, ông kết luận. Trong khi đó, Đại tá Yuri Enad, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine xác nhận với Newsweek rằng Nga đã sử dụng Zircon và kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tổ hợp Patriot. Ông thừa nhận vẫn chưa rõ liệu Nga có phóng thêm hỏa tiễn Zircon hay không. Zircon có tầm bắn 1.000 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh, các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ siêu vượt âm của Zircon có thể khiến thời gian để đánh chặn của các hệ thống phòng thủ ngắn lại. Ngoài ra, Zircon có khả năng tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố. Trước đó, Nga cho biết họ đã hoàn thành thử nghiệm hỏa tiễn Zircon vào tháng 6-2022. Zircon ban đầu được thiết kế như một loại vũ khí phóng từ biển và phiên bản phóng từ mặt đất được phát triển sau đó. Trong một bài phát biểu năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhắc tới Zircon là một trong những hệ thống chiến lược có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của đối phương và bảo đảm khả năng đáp trả của Nga. Với những tính năng vượt trội, Zircon được xem là hỏa tiễn không thể cản phá trước các tổ hợp phòng không hiện tại. Cũng trong bài phát biểu năm 2018, ông Putin từng đề cập tới hỏa tiễn siêu vực âm Kinzhal, Zircon, Avanga và hệ thống laser Paravet. trong bài phát biểu ngày 29 tháng 2 ông Putin xác nhận tất cả các vũ khí ông đề cập 6 năm trước đã được phát triển thành công và được đưa vào biên chế. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ sớm công bố hình ảnh hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa hạng nặng Samad trong hầm chứa. Ông cho biết thêm, các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hành trình có tầm bắn không giới hạn Buret Venik, có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân và ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Poseidon sắp hoàn thành. Các vũ khí này dự kiến sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực răng đe hạt nhân của Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây không ngừng leo thang trong thời gian qua. Trong một diễn biến liên quan, theo một chỉ huy Ukraine, các cuộc tấn công dữ dội của pháo binh Nga và các tiểu đoàn tấn công đang gây áp lực lên các phòng tuyến của Ukraine gần Ajivka. Mặc dù lực lượng Ukraine đã giành lại được một số vùng đất đã mất trong bối cảnh các nỗ lực phòng thủ của họ đang diễn ra tướng Oleksandr Tanavsky, chỉ huy nhóm chiến lược và chiến dịch Tavria của Ukraine ngày 1 tháng 3 cho biết, gần pháo đài Ajivka thuộc tỉnh Donetsk, quân đội Nga đang tăng cường pháo kích và triển khai thêm các nhóm tấn công, trong khi quân Ukraine vừa tiến hành các hoạt động phòng thủ và ở một số khu vực vừa phản công để giành lại các vị trí đã mất do quân đội ukraine gần đây đã rút khỏi ajivka bị bao vây sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng nga đang cố gắng tiến xa hơn về phía tây trong khi quân ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới theo hướng ajivka quân nga đang tăng cường cường độ pháo kích do có lợi thế đáng kể về đạn dược họ cũng đang tăng số lượng các nhóm xung kích thành nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn và đang triển khai lực lượng dự bị mới do đó đã đạt được một số thành công cục bộ tình hình hoạt động rất ác liệt, tướng Taranovsky viết và lưu ý rằng người Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phòng thủ, khôi phục các vị trí đã mất ở một số khu vực và thiết lập thêm các vị trí cấp sư đoàn, vị trí bắn và trạm quan sát mới. Tuy nhiên, tướng Taranovsky không tiết lộ cụ thể chi tiết các khu vực Ukraine vừa giành lại được trên mặt trận Azipka. Kanovsky cho biết trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của Nga theo hướng Ajivka, 30 cuộc tấn công theo hướng Novobalivka và một cuộc tấn công theo hướng Orykiv. Tổng cộng trong ngày qua, tại khu vực của nhóm tác chiến và chiến lược Tavria đã có 36 cuộc không kích của Nga, 56 cuộc giao tranh, 1.074 vụ pháo kích và 118 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử, vị chỉ huy Ukraine cho biết. Theo tướng Tanovsky, quân Nga có tổng cộng 319 người thương vong, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương, đồng thời mất 5 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống pháo binh, 11 phương tiện, 2 hệ thống phòng không và 3 đơn vị thiết bị đặc biệt trên hướng này của mặt trận. Không lâu sau khi tổng thống Pháp Macron đề cập đến việc đưa quân đội châu Âu đến Ukraine, quan chức Pháp mới đây đã tiết lộ số lượng bom A2SM nước này sẽ cung cấp cho Ukraine. Đồng thời cho biết đây là loại vũ khí có thể giúp Kyiv thay đổi cuộc chơi. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tại cuộc họp ủy ban quốc phòng của Quốc hội Pháp cho biết Pháp sẽ tập trung vào việc cung cấp bom cho Ukraine chứ không phải máy bay chiến đấu Mirage. Theo ông Sebastian dekono Paris đang điều chỉnh các loại bom, chẳng hạn như A2SM dẫn đường chính xác cho các máy bay có xuất xứ từ Liên Xô mà quân đội Ukraine đã sở hữu. Thay vì gửi máy bay chiến đấu Mirai, ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine sẽ nhận được 50 quả bom mỗi tháng. Chúng tôi đã đầu tư ngân sách và thực hiện công việc kỹ thuật để điều chỉnh A2SM cho phù hợp với máy bay Sukhoi Su-24 và MiG-29 của Liên Xô. 50 quả bom A2SM mỗi tháng và chúng có thể trở thành vũ khí thay đổi cuộc chơi. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, A2SM hay còn gọi là AASM Hammer là sự kết hợp giữa bom và hỏa tiễn, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. AASM Hammer có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg, có 3 loại đầu dẫn cho AASM Hammer, bao gồm SBU-38, đầu dẫn vệ tinh quán tính INS GPS SBU 54 đầu dẫn vệ tinh quán tính kết hợp đầu dò laser bán chủ động INS GPS laser SBU 64 đầu dẫn vệ tinh quán tính kết hợp đầu dò hồng ngoại INS GPS IR tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, nó có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Đến với diễn biến bên lề đáng chú ý xảy ra bên trong quốc gia xâm lược, thưa quý vị. Hàng trăm người Nga tham dự đám tang của Alexei Navalny ở Moscow hôm thứ Sáu đã hô vang rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một kẻ sát nhân, theo đoạn video đăng lên mạng xã hội. Navalny, lãnh đạo chủ chốt trong phe đối lập chống Putin, qua đời ở tuổi 47 hồi tháng 2 khi đang thụ án 19 năm tù vì tội lừa đảo và coi thường tòa án. Cái chết của ông đã gây ra phản ứng dữ dội trên toàn cầu khi các nhà phê bình cáo buộc chính quyền Putin là đồng lõa. Tổng thống Joe Biden cho biết ông không nghi ngờ gì rằng Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm. Các đối xử của Tổng thống Nga với các đối thủ chính trị từ lâu đã gây ra lo ngại cho những người theo dõi nhân quyền. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Navalny. Hôm thứ Sáu, hàng trăm người đã tập trung tại Moscow để tưởng nhớ Navalny khi ông được ăn nghỉ tại nghĩa trang Borisovsky ở phía đông nam thành phố. Đoạn phim được đăng lên mạng xã hội cho thấy những người đưa tang hô vang Putin là kẻ sát nhân bên ngoài nhà thờ Queen My Sorrows gần đó. Đó là dấu hiệu phản đối hiếm hoi ở một quốc gia đã trấn áp những người bất đồng chính kiến kể từ khi Tổng thống Nga ra lệnh xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2, 2022. Đoạn phim được chia sẻ bởi Anton Teresenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã được xem hơn 250.000 lần. Ông viết đến kèm video, thật khó để tưởng tượng từ sự thoải mái của một xã hội tự do. Điều này đòi hỏi bao nhiêu sự dũng cảm trong một xã hội mà chế độ có thể dễ dàng khiến bạn biến mất. 99% những người này sẽ không gây được sự chú ý quốc tế sau khi bị giam cầm như Navalny đã làm. Người dân ở Moscow hô vang Putin là kẻ giết người tại đám tang của Navalny. Một số người sau đó sẽ phải trả giá. Cảnh sát sẽ tìm ra họ với sự hỗ trợ từ camera giám sát các phiên tòa sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã thấy điều này vô số lần, Matthew Luxmore, một nhà báo của tạp chí Forbes viết. Theo hãng tin châu Âu Nesta, các video khác được đăng trực tuyến cho thấy mọi người hô vang tin yêu mạnh hơn nỗi sợ hãi và không chiến tranh. Chuyển sang những diễn biến nóng hổi ở chiến trường Trung Đông, thưa quý vị, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran làm cố vấn quân sự ở Syria đã thiệt mạng cùng với hai thành viên nhóm vũ trang Hezbollah trong một cuộc không kích của Israel vào vùng Tây Bắc Syria. Truyền thông Iran đưa tin, sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran tên là Reza Zarei đã bị giết cùng với hai thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban trong vụ công kích gần Banias hôm ngày 1 tháng 3. Theo tờ báo Time of Israel, các quan chức bệnh viện địa phương cũng đã xác nhận 3 người đã chết và 7 người khác đã bị thương trong vụ không kích gần thành phố Banis vùng Tây Bắc Syria. Truyền thông địa phương cho biết, cuộc tấn công nhằm vào một biệt thự trên bờ biển Syria gần thành phố cảng Banis Video được cho là từ hiện trường cho thấy mọi người đang đứng nhìn những tòa nhà bị hư hại và đổ nát. Hiện chưa có bình luận nào từ chính quyền Syria, cũng không có tuyên bố nào từ Israel về vụ việc. Israel vốn rất hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ nhắm vào Syria, nhưng đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép Iran, nước ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, mở rộng sự hiện diện ở đó. Theo Reuters, vệ binh cách mạng Iran đã thu hẹp quy mô triển khai các sĩ quan cấp cao của họ ở Syria do một loạt các cuộc tấn công chết người của Israel gần đây và đang dựa nhiều hơn vào lực lượng dân quân CIA đồng minh của họ tại Syria để duy trì ảnh hưởng của họ ở nước này. Bộ Quốc phòng Syria trước đó vào tối thứ Tư ngày 28 tháng 2 cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Israel gây thiệt hại cho các địa điểm gần Damascus. Đây dường như là một phần trong chiến dịch tấn công tăng cường chống lại các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria của Israel. Israel đã tiến hành các cuộc không kích từ hướng cao nguyên Golan bị Tel Aviv chiếm đóng, nhằm vào một số địa điểm ở vùng nông thôn Damascus, Bộ Quốc phòng Syria tiết lộ trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải. Bộ tuyên bố rằng hầu hết các hỏa tiễn đã bị bắn hạ. Thiệt hại chỉ giới hạn ở vật chất, hãng thông tấn Sana chính thức của Syria đưa tin. Một phóng viên AFP ở thủ đô Syria cho biết, ông đã nghe thấy tiếng nổ, sau đó là tiếng còi xe cứu thương. Trong khi đó, đài truyền hình Liên bang thân Iran tại Medin đưa tin, một vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở khu Sayeda Zainat được củng cố nghiêm ngặt ở thủ đô Syria, nơi có một ngôi đền lớn của người Syria. Các nguồn tin tình báo khu vực cho biết, lực lượng Kurd của Iran và lực lượng dân quân mà Iran hậu thuẫn ở Syria có sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực Sayyidah Zaynab trong những năm gần đây. Thông tin thú vị cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, Molefan mời quý vị cùng đến thăm Nhật Bản để tham quan nhà vệ sinh công cộng. Mới đây, giới chức Tokyo kết hợp doanh nghiệp mở tour du lịch tham quan 17 nhà vệ sinh công cộng có thiết kế độc đáo, được xem là một tài nguyên du lịch mới. Hiệp hội Du lịch Shibuya hợp tác với Niami, nhà cung cấp dịch vụ gọi xe đưa đón sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, ngày 1 tháng 3 triển khai tour tham quan 17 nhà vệ sinh công cộng tại quận này. Các nhà vệ sinh này được Quỹ Nippon và Văn phòng quận cải tạo từ năm 2018, hoàn thành năm 2023 nhằm xóa bỏ hình ảnh nhà vệ sinh công cộng bẩn thiểu, hôi hám và tối tăm. Tham gia cải tạo có các kiến trúc sư, nhà thiết kế nổi tiếng của Nhật Bản. Phí tour này khoảng 33 đô la, Nhà vệ sinh là biểu tượng của văn hóa hiếu khách nổi tiếng thế giới của Nhật Bản. Chúng tôi muốn quảng bá các nhà vệ sinh như một nguồn tài nguyên du lịch mới cho du khách trong và ngoài nước. Hiệp hội du lịch Shibuya cho biết, các thiết kế nhà vệ sinh chứa nhiều ẩn ý của người sáng tạo. Nhà vệ sinh công cộng Jingume được thiết kế giống một ngôi nhà cổ ở Hazaruku, trong khi nhà vệ sinh công cộng Yoyogi Hajiman có hình dáng giống những cây nấm hòa hợp với không gian xanh lân cận nhà vệ sinh công viên Đông Hero lại có thể thay đổi màu sắc ánh sáng theo giờ với 7,9 tỷ kiểu ánh sáng, tương đương dân số thế giới. Toàn bộ 17 nhà vệ sinh đều có lối đi dành cho xe lăn. Các nhà vệ sinh này tọa lạc ngoài trời, yêu cầu bảo trì để chống chịu thời tiết. Mỗi nhà vệ sinh được giới chức dọn dẹp 3 lần một ngày, kiểm tra vệ sinh hàng tháng, tổng vệ sinh một năm mỗi lần. Tokyo triển khai tour tham quan trong bối cảnh công chúng ngày càng quan tâm đến nhà vệ sinh, một phần nhờ vào dự án phim Perfect Days trong khuôn khổ dự án cải tạo. Phim khắc họa cuộc sống hàng ngày của một nhân viên dọn vệ sinh công cộng ở Shibuya, giành giải thưởng Liên hoan phim Cannes 76. Dự án cải tạo và tour tham quan xuất phát từ ý tưởng tạo ra những phòng vệ sinh công cộng mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, bất kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.